Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Học Viết Thư Pháp của anh. Thì phát hôm nay mình đang ở tại Đại học Cần Thơ. Hôm nay đây là có rất là nhiều các trường đại học trên thành phố Hồ Chí Minh làm công tác hướng nghiệp tuyển sinh. Lúc này thì chưa phải là giờ bắt đầu nên ở đây mà bác thì có những cái đơn vị lên xét các chương trình trước. Chương trình sẽ bắt đầu vào 9 giờ sáng nay. Thank you.
Minh. Đọc sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đọc giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị rất là thất bật. Trung cấp Bách khoa Sài Gòn. Tư vấn du lịch. Và ở đây là phần trường. Chúc mọi người buổi sáng thật thú vị, tràn đầy năng lượng.